Xin chào 500 anh em YouTube. Thì hôm nay mình có làm một chiếc xe liên của bác Liên Thái á, VFB. Đó, xong khi mình đã làm đồ rồi, ok chưa rồi. Cò cam mình đã thay mới. Mình đã thay mới hết trơn nè. Đó. Xong một cái điều quan trọng nhất á, là bây giờ mình kiểm tra cái bơm nhớt của nó để coi khi gắn lên xe có bơm hay không. Nếu mà ráp lên luôn á, cái xe thì không có gì để đóng, nó không bơm thì mới công tháo nữa. Rồi giờ mình sẽ chia sẻ với anh em một cái cách mà kiểm tra bơm nhớt ok hay không, nhanh nhất luôn bằng một cái kim này nè. Rồi xin mời camera đây nè. Đầu tiên thì anh em sẽ chóc ngược cái lóc này xuống. Ở đây là cái lỗ bơm nhớt, ở đây là cái bơm nhớt. Anh em chóc ngược cái lóc xuống, anh em dùng nhớt cái nè, lấy cái xi lanh anh em nhiễu vô đây, nhiễu cho nó lọt vô cái lỗ bơm nhớt nè, thấy không? Quẹt thấy không? Đó, thấy chưa? Nhiễu vô. Nhiễu vô nó đầy nha. Lên kia bơm giờ mới đang bận rồi. Đó, thấy không? Đang quay video cho anh em coi mà khách lại hỏi bơm bánh xe là phải. Đây, xong rồi mình mới dùng một cái cây tu vít này nè. Mình mới xỏ vô qua bên cái tim bên đây. Cái đầu mình mới xoay nha. Anh em thấy không? Xoay cái là nó nhớt nó ào đây nè, là 100% là nhớt bơm được. Là ok. Đó, nè. Đó. Ủa, quá ngon luôn. Rồi ok. Đó, anh em thấy tiện không? Đó là có muốn sửa xe hay muốn làm gì thì cứ alo cho mình nha, qua số điện thoại 0988 212 344. Địa chỉ là 58 Nguyễn Thị Huệ, về điểm Hóc Môn. Rồi. Chào anh em nha.